Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kênh Công Nghệ, mình là Minkha đây. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video về top 4 lý do đáng mua nhất trên cái chiếc Realme Q5 này các bạn nhé. Và những bạn nào đang quan tâm về cái chiếc Realme Q5 này thì các bạn có thể là kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Điện thoại là một trong những đơn vị đang có cái chiếc máy này và mức giá của nó nhìn chung là ở thời điểm hiện tại rất là hợp lý luôn. Các bạn mua tại điện thoại các bạn sẽ được tặng bảo hành VIP miễn phí bao gồm nguồn màn hình vân tay trong vòng 12 tháng. Đây là bảo hành sửa chữa. Còn muốn một đổi một trong vòng 12 tháng ấy, thì bạn sẽ bỏ thêm tiền để mua thêm bảo hành S VIP các bạn nhé. Đầu tiên đó chính là về mặt thiết kế của em này. Em này thì hiện tại nó đang có một thiết kế vô cùng trẻ trung và rất đẹp. Tất nhiên về mặt thiết kế nó xét theo gọi là cái quan điểm cá nhân, cái gu thẩm mỹ của mỗi người rồi. Tuy nhiên thì đối với mình vẫn đánh giá rằng là đây là một cái thiết kế rất là phổ thông, nó đẹp theo kiểu phổ thông đó các bạn ạ. Cho nên là nhìn vào là chúng ta có thể ưng được luôn, đặc biệt là những bạn trẻ. Vì chúng ta có thể thấy rằng là nó sẽ có một cái phần mặt lưng khi mà nhìn ở mỗi góc nhìn khác nhau thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng thị giác khác nhau. Hiệu ứng ánh sáng trên cái phần mặt lưng này rất là đẹp các bạn ạ. Tất nhiên là nó sẽ chỉ áp dụng cho những cái phần màu sáng thôi, còn đối với lại phiên bản màu đen thì nó sẽ là một cái phần màu đen huyền bí luôn. Đấy. Tuy nhiên thì tổng thể cái form thiết kế này thì mình thấy là nó khá là đẹp và nó phù hợp với đại đa số người dùng. Xem đến phần mặt trước thì viền tổng thể nó cũng gọi là nằm ở mức khá là mỏng. Nếu mà xét ở trong phân khúc giá này, ngày xưa thì viền nó còn dày hơn nữa cơ. Nhưng mà tầm này thì nó đã dễ chịu hơn rồi. Và chỉ có một điểm mà mình chưa ưng lắm thôi. Đấy, thì đây là quan điểm cá nhân của mình là về cái camera selfie, kích thước nó hơi to. Còn lại mọi thứ là nó đều ngon nghĩa cả các bạn nhé. Về phần màn hình cũng là một điểm rất đáng chú ý trên em này, tại vì chúng ta sẽ có là một cái màn hình với tấm nền là IPS LCD. Và mình cũng đã nói trong rất nhiều video rồi là liệu cái tấm nền IPS LCD này nó có phải là một cái tấm nền tệ hay không? Xin thưa là không các bạn nhé. Rõ ràng là với một cái tấm nền như thế này ở thời điểm hiện tại, mình thấy rằng là cái chất lượng hiển thị của nó là vô cùng tốt. Và cái màn hình trên cái chiếc Realme Q5 này đã được Realme tối ưu theo gu của họ hay sao ấy. Cho nên cái phần tông màu sắc của nó là trông rất là nịnh mắt luôn. Nó rực rỡ chứ nó không phải là kiểu màu nhờ nhờ nhạt nhạt như những cái tấm nền IPS giá rẻ bình thường đâu. Mà không chắc rằng con này có phải là tấm nền IPS giá rẻ hay không, vì đây là một cái tấm nền có độ sáng cực kỳ cao, lên tới là 600 nit cơ. Nên là nhìn như thế này cảm giác hiển thị nó sướng lắm các bạn ạ. Không cần đo đong đếm thì chúng ta vẫn sẽ thấy được rằng là đây là một cái chất lượng hiển thị tốt. Còn cứ cần đo đong đếm so với lại AMOLED hay là OLED cái thứ này kia thì sao mà nó bằng được. Đây là nó chênh lệch hẳn về mặt công nghệ rồi. Nói như thế không hẳn đây là một cái màn hình có chất lượng kém đâu. Nhưng mà cơ bản ở đây khi mà các bạn so sánh thì các bạn phải chấp nhận một điều là AMOLED hay là OLED nó sẽ tốt hơn. Đấy, chứ còn con này thì IPS trước giờ nó chỉ gặp vấn đề về mỗi cái độ sáng thôi. Đấy, độ sáng là nó thường rất là thấp, tầm khoảng 400-450 cỡ đó. Thì bây giờ lên tới tầm khoảng 600 thì nó cũng đã tiệm cận với ba cái chiếc máy khác rồi. Các bạn lưu ý nhé, trong điều kiện bình thường iPhone 13 ấy, độ sáng của nó chỉ là 700 nit thôi, 711 nit thôi. Đấy, cho nên là với một cái con như là Realme Q5 này nó đã có khoảng 600 nit là nó là một điều hợp lý rồi. Kèm với đó là chúng ta sẽ thấy là gì? Nó còn có là một con chip Snapdragon 695 5G nữa. Vừa có 5G và hiệu năng của nó thì cũng tương đương với lại Snapdragon 765 cho những bạn nào mà cần so sánh tham chiếu. Con Snapdragon 695 này thì mình thấy ở thời điểm hiện tại nó còn lành và nó còn gọi là mát mẻ hơn so với lại con Snapdragon 765 khi mà thời đại nóng nảy, nóng bỏng của Qualcomm đang đi đến ở mức mình nghĩ là đạt đỉnh rồi. Từ Snapdragon 888 cho đến là Snapdragon 8 Gen 1 thì phải gọi rằng là không mong đợi gì nhiều lắm về những cái con chip đó rồi. Tuy nhiên thì nói về Realme Q5 thì nó là một cái chiếc máy mà mình có thể thấy được rằng là nó cân bằng được giữa một cái mức hiệu năng tốt như là một cái trải nghiệm tổng thể là mượt mà này, rồi là mát mẻ. Đấy, thì đó là một cái điểm mình thấy hợp lý trên cái con này, thậm chí nó còn hỗ trợ 5G nữa. Như vậy là cũng đã được 3 điểm rồi. Điểm cuối cùng ở đây chắc chắn là về phần pin. Pin và sạc là một điểm mình rất ấn tượng trên cái chiếc máy này khi mà nó có dung lượng lên tới là 5000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc là 65W. Như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái thông số cực kỳ tốt, xét ở trong một khúc giá là tầm khoảng dưới 4,5 triệu như thế này. Nó quá tốt chứ còn gì nữa. Đấy, sạc rất là nhanh luôn. 65W thì tầm khoảng 30-40 phút là tổng là có thể sạc đầy được viên pin có dung lượng lên tới 5000 rồi. Sử dụng rất là thoải mái, đặc biệt là 80% đầu là nó sạc cực kỳ nhanh luôn các bạn nhé. Tầm khoảng 25-30 phút thôi là đã có thể sạc được đầy rồi. Đấy, thì cũng là một điểm mình đánh giá rất cao em này. Đấy là 4 điểm đáng mua nhất của em này ấy.
còn sẽ có những cái điểm trừ chứ, tất nhiên có, tại sao không? Ví dụ như là những bạn mà cần roam quốc tế để khắc phục được về cái vấn đề thông báo nó triệt để hơn, con này thông báo nó cũng sẽ đỡ hơn so với lại Xiaomi nhiều. Tuy nhiên thì nó vẫn có những cái độ trễ nhất định. Đấy thì nó chưa có roam tiếng Việt. Và cái thứ hai đó chính là nó không có lo kép. Đây là hai cái điểm yếu mà mình thấy là đáng để nói nhất của em này. Còn lo kép thì thậm chí chúng ta vẫn có thể thay được bằng cái tai nghe. Chỉ là lo kép khi mà nghe bình thường thì nó sẽ không đã đâu. Nếu mà trong phân khúc giá này thì tầm những cái chiếc máy Xiaomi thì thường nó đã có cái lo kép rồi đó. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Realme Q5 này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.